Bây giờ chúng ta đi vào tiếp pháp cú số số 200. Năm kỳ này là mình học số 200. Thì bài pháp cú này cũng nói về, nếu mà cũng có dẫn dụ có liên quan tới hồi nãy bài kinh mình tụng đó, là nói liên quan tới ma vương. Tức là ma vương biết Đức Phật sắp vào trong thành này khất thực, cho nên họ mới tìm kiếm vị ma vương này, mới tìm cách là gì? Chế ngự dân chúng là không ai cúng dường Đức Phật. Và Đức Phật biết cái vùng này, có làng này, có 500 người phụ nữ, người thôn nữ này sẽ gặp Phật, họ sẽ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho nên Đức Phật cũng cố tình đi vào trong làng này. Thì lúc đó Ngài đi vào trong làng, ma vương đã chế ngự dân lòng dân chúng hết rồi. Mà nếu mình có cái tâm định tĩnh thì ma vương đâu có chế ngự mình được. Nhưng với dân chúng mà chưa có cái sự tịnh tu, là chỉ cần mà họ đưa cái gì lên cái là đưa những cái gì cái là bị chế ngự liền. Thì lúc đó dân chúng không ai cúng dường cho Phật. Thì Phật đi về, đi ra khỏi làng. Và ma vương vừa tới cổng, ma vương chặn lại, nói vừa rồi người Cồ Đàm ông đi vào trong làng không có được thức ăn nào, chắc ông đói lắm hả? Thì Đức Phật cũng tự tại nói thôi, này kẻ ác giả, ta vẫn thản nhiên chứ không có chuyện gì. Thì lúc đó 500 cô thôn nữ đi tắm ngoài sông, mặc đồ đẹp đi trở về, vừa tới cổng làng thì lúc đó ma vương mới nói Đức Phật là hãy đi vào lại trong làng đi, kỳ này khất thực sẽ có. Thì lúc đó Đức Phật cũng nghĩ rằng Ngài cũng sẽ đi, nhưng mà ma vương họ sẽ nghĩ một cái cách là sẽ kêu gọi, sẽ chế ngự dân làng, lúc này sẽ cười vào mặt Đức Phật. Cười vào là giống như chê bai, chế nhiễu, đã khất thực mà không có cái gì, sẽ chế nhiễu Đức Phật. Và khi mà trở ra cũng tự thản nhiên như vậy thôi, dù không có một thức ăn nào. Và khi mà gặp các cô thôn nữ về, họ không chẳng những không có chế nhiễu, mà cảm từ cái đức từ của Đức Phật. Và họ đã đảnh lễ Ngài và cung kính đứng qua một bên. Thì lúc đó ma vương cũng cười, cười và nói rằng ông cũng không được gì. Thì lúc đó Đức Phật mới nói cái pháp cú 200. Đức Phật mới nói rằng là vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Tức là mình sống mình không chấp mắc, mình không vướng vào những cái pháp ở thế gian này, thì tự nhiên mình sống được hỷ lạc, mình vui, mình không có gì làm vướng bận. Cho dù hôm nay dân chúng không ai cúng, Ngài vẫn an lạc như ở cõi trời Quan Âm, Thiên Quan Âm. Thì khi Ngài nói tự tại như vậy thì đương nhiên ma không có, ma vương không có chê bai được Đức Phật, và cũng không ai chê bai được Đức Phật. Và những cô này đã chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn và đảnh lễ Đức Phật. Và lúc đó thì đương nhiên quý vị thấy, khi mà cái ánh sáng nó hiện bày thì bóng tối nó sẽ mất thôi. Thì cái bài pháp cú này Đức Phật nhắc một cái từ là chúng ta thấy đó, như chư thiên quan âm, là sống hỷ lạc, không vướng bận vào những cái danh vọng địa vị ở cuộc đời này thì sẽ sống rất là hỷ lạc. Dù ai có đưa mọi thứ tới vẫn an lạc, dù có bị cướp mất hay là dù không có vẫn tự tại an lạc, tại vì họ không trọng, không nặng. Thì với Đức Phật cũng vậy, là Ngài mới nói rằng ta sống hỷ lạc như chư thiên quan âm. Quan âm này không phải là cái từ Bồ Tát Quan Âm nghe quý vị, quan này là có chữ re, là quan là sáng đó. Thì cõi cõi trời là gọi là Quan Âm Thiên, rồi còn cõi trời thiểu tịnh quang thiên, rồi cõi trời là vô lượng quang thiên. Tức là ba cõi trời này là ở cõi vô sắc, cho nên cái cõi Quan Âm Thiên này là một trong ba cõi trời ở cõi vô sắc. Thì cõi này tại sao gọi là Quan Âm Thiên? Tại vì dùng ánh sáng để gì, để gì cơ, để chuyển vừa là ngôn ngữ để trao đổi với nhau thôi, chứ không dùng âm thanh để nói mà dùng ánh sáng. Thì cho nên là quý vị thấy là, cho nên mới gọi là quan âm, tức là thay thế cái âm thanh bằng gì, ánh sáng. Tức là nhờ cái định lực, nhờ cái niệm lực tu tập, nhờ cái định lực tu tập mà có được cái ánh sáng, và cái ánh sáng nó phát ra từ cái định, và họ hiểu nhau bằng cái ánh sáng, chứ không cần mình dùng ngôn ngữ nói. Mình chẳng những dùng ngôn ngữ nói mà nhiều khi sợ không hiểu nhau la cho to nữa, phải không quý vị?
mình la cho to, mình làm rồi mình nói những lời người khác nghe cũng đau khổ nữa. Thì cho nên cái đó mình cũng còn cõi người, còn cõi trời, dù sao họ có tu hơn chút, cõi cõi sắc giới này, tức là không dùng ngôn ngữ bằng lời nói mà bằng ánh sáng, cái định lực phát ra từ từ miệng. Cho nên gọi là quang âm thiên, là cõi trời, quang âm là ánh sáng. Để thì vì các vị ở vua cõi trời, các vị cõi trời này là quý vị biết là họ sống nhờ cái thân tướng rất là cao, 8 do tuần, mà mỗi do tuần là dài lắm, 8 do tuần, cái thân tướng cao to sang trọng, tại vì cũng nhờ có cái phước tu tập được sanh về cõi sắc giới, cõi trời sắc giới. Thì cõi này ít ra ta đạt được cái gì, nhờ cái định lực, lấy cái niềm hỷ lạc để vui sống bằng cái định, vui trong cái định lực của mình. Cho nên là không những cái vật chất không có vướng bận, không có khổ đau. Cho nên cho dù ma khống chế cỡ nào, Ngài vẫn an lạc tự tại. Thì đây là một cái ý Phật dạy rất là hay, mình không vướng bận. Còn ma vương là gì quý vị? Đó, trong kinh Bài Pháp Cú hồi nãy Phật nói ma vương chế ngự dân chúng, thì ma vương là gì? Ma vương tức là thiên, một trong những thiên ma đó quý vị, là ma ba tuần. Thiên ma ba tuần mà một trong là những vị ma mà sợ người ta thành đạo lắm, sợ có những người tu tập thành đạo. Cho nên ma vương đây là những vị là ma mà khi mà Đức Phật sắp thành đạo là đã hiện ra những cung nữ, hiện ra những phụ nữ, hiện ra công chúa Gia Du Đà La, ra Tịnh Phạn Vương, vua Tịnh Phạn, để kia để mà gì, để chế ngự cái lòng tham luyến của Đức Phật, của Thái tử Tất Đạt Đa lúc bấy giờ. Thì đây là thiên ma ở cõi dục giới. Thì những cái loại ma mình đã học rồi là gì quý vị? Nó có nữ ma riêng, nữ ma nó không có nằm riêng. Tức là gì? Thiên ma là ma ba tuần đó, là ma vương đó, là ma cõi trời dục giới quý vị ha. Còn nãy mình học cái gì mà cõi trời sắc giới? Quang âm thiên là cõi sắc giới. Còn cái này là ma vương, là cõi trời dục giới. Thì thiên ma là quý vị biết rồi. Là thiên ma đặc biệt là quý vị phải biết là cõi trời dục giới này. Có người cũng thắc mắc đó, tại sao tu cái nhân gì phá chánh pháp vậy mà tại sao được sanh về cõi trời? Thì quý vị biết tại sao không? Tại sao được làm ma vương, được sanh về cõi trời, tại sao không đọa? Thưa quý vị, trước khi họ phá chánh pháp là tại vì họ có tu thiện, tu 10 điều thiện. Tức là có những người họ vẫn không sát sanh, vẫn bố thí, vẫn có làm lành, làm thiện. Nhưng mà họ chấp ngã, không tin chánh pháp. Quý vị thấy cuộc đời này vẫn có vậy. Có những người họ bỏ cả bạc tỷ làm từ thiện, nhưng mà không tin Phật Pháp, không tin Tam Bảo. Họ cứ nghĩ rằng tôi làm thiện là được rồi, không cần theo Tam Bảo, không cần tin chánh pháp, không có gì hết, tôi chỉ làm thiện thôi. Thì nhờ cái thiện đó, nhờ có cái thiện đó cho nên được sanh về cõi trời dục giới. Nhưng đâu phải một cái tâm niệm, và đặc biệt là cõi trời dục giới là gì? Là sanh về đó làm chư thiên cõi trời dục giới. Họ không tin chánh pháp, họ chấp ngã, chấp tà kiến. Cái tà kiến của mình họ bảo thủ, cố thủ, rất là chấp ngã, rất là chấp tà kiến và không tin chánh pháp. Và ai mà hướng về gần thành chánh quả là nó sợ. Sợ cái gì? Sợ lính của mình bị mất bớt, cho nên là lôi kéo. Cho nên quý vị mà thấy ngày nào mà xiên xiên tu mà thấy ế ải là mình nghĩ rằng ma đang lôi mình đó. Cho nên mình ráng mình tu, bị ma quấy nhiễu đó. Cho nên mình ráng mình đi mình tu tập. Thì cái đó là cái sự lôi kéo, tại vì nó cũng có làm thiện cho nên được sanh. Quý vị thấy cõi dục giới, khi mà khởi cái niệm phỉ báng chánh pháp thì mới khởi niệm, thì quả nhân mới tạo, thì cái quả chưa thành đâu. Rồi phải khi hưởng hết cái phước cõi trời thì kết hợp với gì? Cái nhân đã tạo phỉ báng chánh pháp, đã tà kiến chấp ngã, thì cũng sẽ bị đọa lạc trở lại, đọa xuống làm người. Chẳng những vậy, nhiều khi đọa tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vẫn sẽ bị đọa. Tại vì nhưng mà cái phước họ ban đầu, họ có làm phước cho nên họ được sanh cõi trời. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là nói là tôi làm thiện là sanh cõi trời, nhưng mà cõi trời rồi vẫn còn bị đọa lạc. Cho nên là ma vương là như vậy. Thì cho nên là chúng ta nếu tu tập mà mình phải hướng làm sao để hướng. Cho nên trong kinh chúng ta hay đọc là không cầu sanh cõi trời, không cầu thanh văn duyên giác Bồ Tát, nhưng mà phải cầu tới quả vô thượng chánh đẳng chánh giác,
Tức là mình phải hướng về cõi Phật. Mà mình muốn tu cái Phật này hướng về như vậy, mình phải tu cái hạnh kham nhẫn. Quý vị thấy Đức Phật tất cả đều kham nhẫn mới được, chứ đâu phải tự nhiên Ngài Ngài được đâu. Có một vị quan này hay lắm quý vị. Có một vị dân, nông dân tìm được một là lượm được một viên ngọc rất là quý, đem đến tặng cho quan. Thì quan mới nói rằng họ tặng và họ nói một câu: cái này là ngọc quý và quý nhất của tôi, và rất quý báu, và cái này tôi quý trọng nhất, nhưng mà tôi thấy Ngài Thượng Quan mới có xứng đáng để nhận cái viên ngọc này, còn tôi không xứng đáng. Thì vừa vị quan mới nói một câu là: với ông viên ngọc này là quý, nhưng mà với tôi cái sự không tham là quý. Cho nên nếu mà tôi nhận cái ngọc này thì tôi và ông đều mất hai cái đáng quý luôn. Tức là ông đôi ông cho cái ngọc này là quý, mà ông đem đi cho tôi là ông mất cái quý rồi. Mà tôi cho không tham là quý, mà tôi nhận là tôi cũng mất cái quý của tôi luôn rồi. Cho nên ông hãy đem về. Thì lúc đó người nông dân này nói là nhưng mà cái này nó quý thật, bây giờ con không dám đem về. Tại vì đem về thì nhiều khi nó cũng nguy hiểm tánh mạng, nó quý trọng quá, cho nên rất nguy hiểm. Thì lúc đó quan mới nghĩ ra cách kêu người buôn ngọc tới mua hạt ngọc, mua cái ngọc đó và cho ông tiền mang về. Thì nhiều khi mình có giữ được cái đó đâu. Tại vì khi mà bình thường quý vị thấy cái nghịch cảnh á, nhiều khi mình kham nhẫn được, nhưng mà những cái thuận cảnh mình khó kham nhẫn lắm quý vị. Nghe ai mà vuốt vuốt nịnh nịnh mình là dễ thương quá, mình đẹp quá là bảo đảm là dù cái gì mình cũng theo. Nhưng mà nhiều khi những cái nóng, những cái khó khăn tới nhiều khi mình chịu được, mình có thể mình biết mình phòng ngừa được. Giống như quý vị thấy trường hợp mà đi lái xe không, nhiều khi cái đường bằng thẳng mà ít tai mà tai nạn nhiều hơn là cái đường gồ ghề. Quý vị biết tại sao rồi đúng không? Tự nhiên cái gồ ghề nhiều, người ta sẽ cẩn thận, người ta sẽ biết dè chừng và lái vừa vừa. Còn ý lại cái đường nó thẳng quá, lái thoải mái luôn, cái tai nạn nó nhiều hơn. Thì con người mình cũng vậy. Nhiều khi mình chỉ sợ ma vương nó tới nó quấy, thè nó tới nó chặn vậy đi mà mình vững hơn. Nhiều khi mình không sợ những cái khó khăn, mình vững lòng tin hơn, mình nói mình tu hành kham nhẫn với Đức Phật. Nhưng mà những cái dụ dỗ, cám dỗ xung quanh, nhiều khi mình không biết được. Mình vừa tới, mình đang đói, cái tự nhiên có người dụ dụ tới tới nhà cho ăn, thấy tốt, có cái theo người ta luôn. Mấy cái đó dụ, những cái đường đó rất là dễ quý vị. Cho nên là cái, cho nên quý vị cứ tưởng nghịch cảnh khó khăn mới là ma, mà có những cái thuận cảnh cũng là cái ma để dụ dỗ mình mà mình không biết. Còn nghịch cảnh mà mình tu được thì đương nhiên mình vượt qua được thì mình thắng, mình đạt tới cái. Cho nên thời Đức Phật á, có kể một hai vị là gọi là bất nhẫn và kham nhẫn. Một vị gọi là năng nhẫn, một vị là bất nhẫn. Năng nhẫn là gì? Là có thể nhẫn được, thì cho nên được thành chánh quả. Còn một vị gọi là bất nhẫn á, ông tu dở lắm, đụng cái là ông sân, đụng cái ông sân. Thì lúc đó Đức Phật mới cho chỉ một cách thôi, bây giờ ông đi vào trong rừng đi, ở kham nhẫn, học cái hạnh kham nhẫn để tu tập thời gian coi có sự thay đổi hay không. Chứ sống với đại chúng thì ông sân si nhiều quá, nhẫn không được. Thì lúc đó ông này, vị thầy này hạ quyết tâm, tới cái gốc cây này sẽ thành lập đạo tràng, sẽ thanh tịnh ngay nơi đây, sẽ chứng ngộ đạo giải thoát ngay nơi đây. Và những ngày đầu ngồi thích thú lắm, là mưa gió bão bùng cái gì cũng vượt, cũng chịu đựng hết. Mà tự nhiên hôm có một ngày, tự nhiên có hai con chim cái với chim đực nó tới nó làm tổ trên đầu ông á. Ông vẫn nhẫn được quý vị. Nó làm tổ, nó rơm, nó bỏ rồi bắt đầu nó sinh con ra trên đó. Khi nó sinh con rồi thì sao? Hai con chim đực và cái nó thay nhau đi kiếm mồi. Thì kim chim đực hôm nay đem về, con chim cái hôm nay cũng đem về, thay phiên cứ mỗi con đi mỗi ngày. Thì có một ngày hôm đó, con chim chim mái nó đi kiếm, tới phiên nó đi kiếm mồi. Thì khi nó đi rồi á, tự nhiên hôm đó nó về trễ do gặp tai nạn ở ngoài đường. Thì con chim đực ở nhà ghen, nó không biết bả hôm nay đi đâu. Bắt đầu la lối trên đầu ông sư á. Là lối nó hôm nay không biết con vợ đi đâu, mà hôm nay nó chưa về, chắc nó mê chơi đâu rồi, nó theo người nào rồi, nó mê chơi nó theo người nào rồi. Cho nên ông tức ông canh. Thì khi một chim mái thoát nạn trở về, về tới nhà bắt đầu ông la lối ung sùm lên: bà đi đâu, đi đâu cả ngày này, tới tối hôm tối mò giờ mới về, chạy theo ông nào, làm hai con cãi lộn quá ông chịu không rồi. Ông nói
Trời sao mà dân gì cái người gì đâu mà kỳ cục quá, ổng hất một cái là rớt xuống chết hết mấy con chim. Thì cái đó là cho thấy chỉ rằng là cái sự kham nhẫn của mình nhiều khi tới một lúc nào đó cái mình chưa có đủ cái định lực là tự nhiên mình sẽ bỏ liền. Cho nên mình phải thực tập chánh niệm hàng ngày, còn nếu không mình tưởng rằng mình tu ngon rồi nhưng mà nhiều khi đụng cái gì đó mình nhẫn không được. Cho nên cái nhẫn cần thiết mình phải tập thường xuyên lắm quý vị. Những cái cuộc đời này quý vị cứ đổ thừa là do vật chất nó cám dỗ mình, do danh lợi tiền tài, do những cái thật ra không phải nó cám dỗ mình mà tại mình lệ thuộc nó. Mình chạy theo, mình đắm nhiễm rồi quý vị nói cái tại phiền não nó làm tôi chịu không nổi. Đâu phải tại phiền não nó cột mình mà tại mình cột phiền não vào. Quý vị thấy có đúng không? Chứ phiền não nó đâu có cột, nó tự nhiên nó hẳn nhiên như vậy. Cuộc đời này nếu mình tham đắm nó thì bị nó cột là tại mình thôi chứ không phải tại nó. Cho nên mỗi người chúng ta phải phải thường xuyên chánh niệm tỉnh giác là vậy. Khi cho hồi nãy quý vị thấy đó là sợ hãi khiếp đảm đó, kinh Đức Phật nói trong bài kinh thứ tư đó, thì chỉ cần mình chánh niệm mình biết ngay đó, mình chặn dứt cái tâm niệm sợ hãi khiếp đảm đó, tự nhiên chúng ta sợ hết. Thì ngay lúc đó quý vị thấy cái tâm sân mình khởi lên, mình dừng lại thì nó sẽ hết. Còn mình không thấy mình sân, mình không thấy mình tham, mình không thấy mình si thì không bao giờ hết, mình cứ bị nó lôi kéo mãi. Cho nên cái bài kinh này Đức Phật nói là vui thay, bài số 200, vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, tức là mình sống mình đừng vướng, đừng chấp. Quý vị thấy ma ma vương đó ở cõi trời còn chấp gì? Chấp tà kiến, chấp ngã. Tại mình chấp ngã càng nhiều thì sao quý vị? Mình càng coi thường người khác, mình tại vì cái ngã mình cao thì mình cứ chấp đó, cho nên đụng cái là tự nhiên tham sân si mình khởi liền. Bình thường mình nói mình dễ thương thì đúng, bình thường chúng ta dễ thương thật, nhưng mà đụng chuyện mà trái ý mình cái mà mình sân lên, mình biết rằng mình chưa phải là một người có tu tập, có một cái định lực cao. Cho nên mỗi người chúng ta phải tu tập, gặp thuận duyên mình cũng phải vững được tâm mình, gặp nghịch duyên mình cũng phải vững được tâm mình, thì chúng ta mới ít ra mình chưa được làm Phật thì mình cũng được như chư thiên quan âm cũng được, sống ở cõi cõi trời dục giới cũng được, cho phàm phu nó cũng còn nhiều khổ. Thì cho nên chúng ta tập tu từ từ, cho nên cái bài pháp cú này nhắc mình những cái ý như vậy. Cuộc đời này ở đâu cũng có ma vương hết quý vị, cho nên mình phải luôn vững tâm, mình luôn chánh niệm trong chánh pháp của Đức Phật. Cho nên mình nhớ cái bài kinh số 3 là gì? Thừa tự pháp. Tức là mình luôn luôn thâm nhập kinh tạng, mình luôn luôn lấy chánh kiến, lấy pháp của Phật để soi rọi tâm mình thì tự nhiên mình an. Mình đừng có dùng hình ảnh ai để soi mình hết mà mình soi. Tại vì con người chúng ta hay bị dao động, hay bị khổ đau là bởi vì chúng ta nhiều khi chúng ta hay khuếch trương cái hạnh phúc của người khác. Là cái thứ nhất là mình khổ đau, mình thấy khổ. Quý vị biết tại sao không? Mình cứ thấy người ta hạnh phúc, người ta sướng quá, cái mình lại khuếch trương hơn, cái rồi mình suy nghĩ mình tủi thân mình. Mình nói sao người ta hạnh phúc, người ta sung sướng quá, mình khổ quá, cái từ đó mình đâm ra tự ti mặc cảm, cái mình khổ, mình bị cái phiền não tự ti mặc cảm nó cột mình. Rồi cái thứ hai là mình tự khuếch trương cái khổ đau của mình. Quý vị thấy có không? Khổ chút xíu thôi mà mình ngồi mình diễn ra đủ thứ chuyện hết, cái tự nhiên mình cột nó vào càng nhiều hơn nữa, mình càng cột chặt hơn nữa, mình khổ. Cho nên hai cái đó là làm mình khổ rất nhiều. Khi một một vị mà họ vững được trước những cái pháp ở thế gian rồi thì họ sẽ không có bị thối chuyển trước những cái hơn thua trong cuộc đời, những cái danh vọng địa vị, những mọi thứ ở trong cuộc đời này, tài sắc danh thực thùy không cột được tâm họ. Thì với Đức Phật thì chúng ta biết rồi, Ngài là bất động trước. Cho nên mình làm sao là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mình ráng mình cố gắng được vậy thì mình an lạc. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? Thì thật ra nó hai ý. Một cái ý nhiều khi chúng ta phải có những người nhiều khi sống với người xung quanh đó, họ chưa sống được. Thật ra sống với người mà khó, cũng khó lắm quý vị. Nhiều khi mình không nhẫn được, mình nhìn người ta làm cái việc gì sai cái mình nói mình khó chịu, hoặc là thấy người ta giỏi quá mình cũng khó chịu, thì khó tu.
Cho nên cái viễn ly hồi nãy Đức Phật nói quan trọng là cái tâm mình. Cái tâm mình phải thanh tịnh, cái khẩu mình phải thanh tịnh, cái hành động mình phải thanh tịnh, không hôn trầm, không nghi ngờ, thì cái đó là đúng hành viễn ly. Tức là nhiều khi chúng ta sống giữa muôn người mà chúng ta vẫn nói lời lành, tâm mình thanh tịnh, cái khẩu mình vẫn thanh tịnh, thì cái đó mình đúng là viễn ly. Dạ đúng rồi. Trong đó là như bậc vô, bậc hữu học, hữu học. Nói tới bậc hữu học, tức là người nhiều khi có trí thức, có học, nhưng mà là hữu học này chưa chắc đã là thánh. Tại vì nhiều khi có học nhưng mà chưa có học đúng, nhưng mà học về cái kiến thức thôi. Để giải thích trước thêm cái ý là Tâm Nguyên Tường có hỏi các vị tổ đó, là thường là các bên Việt Nam chúng ta, các chỗ thiền là thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, các ở bằng tổ đó, thì có nhiều chùa về dù không phải là thiền Tịnh Độ Tông vẫn nhiều khi vẫn thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì thời bây giờ thế kỷ thứ 6 đó, thì các sư Ấn Độ quý vị đi hoằng pháp truyền pháp qua các nước, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là người tại Ấn Độ, đã con của một vị vua đi xuất gia và được một vị Bồ Tát, một vị thầy nhắc nhở là ông phải đi sang, đi giống như đi xuất ngoại, thì cái đạo quả mới huy hoàng. Và ông đã đi qua, và tên ngay tại Ấn Độ đã là Bồ Đề Đạt Ma, và qua bên Trung Quốc và là người sơ khai dòng thiền đầu tiên tại Trung Hoa. Nhưng mà bên Việt Nam chúng ta, cái người thật ra Phật giáo tại Việt Nam chúng ta ở Giao Chỉ đã có từ thời kỳ thứ nhất rồi, thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, và đến thế kỷ thứ ba là cũng có một vị sư từ Ấn Độ qua Việt Nam. Khi mà đến Giao Chỉ thì kết duyên với một cô gái người Việt Nam và đã sinh ra một vị, đó là bây giờ tổ gọi là tổ Khương Tăng Hội đó quý vị. Tổ Khương Tăng Hội là gì? 10 tuổi đã đi xuất gia. Và khi được xuất gia thì cũng học Phật Pháp rất là nhiều và cũng ngộ được cái chân lý. Và cuối cùng là vị sơ tổ đầu tiên tại Việt Nam. Thật ra tổ Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ tại Trung Quốc. Còn tại Việt Nam phải là Thiền sư Khương Tăng Hội, là tổ sư Khương Tăng Hội. Cho nên có những chùa thờ tổ Khương Tăng Hội, nhưng mà có những chùa thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mình phải hiểu, thì dù chúng ta thờ tổ nào cũng được thôi, tùy mình. Nhưng mà mình phải hiểu là hai vị xuất xứ ở hai vị sơ tổ ở hai nơi. Nếu nói ở Việt Nam, vị sơ tổ đầu tiên đó là Khương Tăng Hội. Trước Việt Nam, trước thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Còn tại Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma thế kỷ thứ 6. Đó là quý vị, đó là giống như ý là cái gì mà còn có hai, còn đối đãi. Đối đãi là gì? Còn hơn, còn thua, còn vui, còn buồn, còn được, còn mất. Cái gì mà còn có sự đối đãi là còn khổ. Cho nên nhất chân thôi, giáo lý nhất chân thôi, không còn phân biệt thì không còn khổ. Cho nên ngài quẩy một chiếc giày, mà quẩy trên vai là gì? Gánh vác trọng trách, chánh pháp, hoàn truyền chánh pháp. Tại sao ví dụ ngài không xách tay mà ngài quẩy lên vai? Những cái biểu tượng đó ý nghĩa như vậy. Rồi quý vị còn ai thắc mắc gì chúng ta nghĩ ha. Còn thắc mắc không?